Chào mừng bạn đang xem tại kênh Kỳ Quy Chuyện. Mời bạn xem tập tiếp theo bộ truyện Nguyên Tôn, tập 272. Bạn cũ tụ họp tại Thương Huyền, từng là tiểu bối nay uy trấn thiên hạ. Chúc bạn xem video vui vẻ. Xin ủng hộ một nút like, ấn vào đăng ký kênh để nhận thông báo nhiều video mới. Cảm ơn bạn đã ủng hộ. Sau khi Trung Nguyên trở về, nguy nan của Thành Đại Chu xem như là đã được giải quyết, mà con dân Thành Đại Chu sống sót sau tai nạn đều vui mừng đến phát khóc, ôm nhau chúc mừng. Vô số người ở trong thành quay người về phía vương cung rồi quỳ lạy, sự cuồng nhiệt cùng thành kính này tự như là đã coi vị điện hạ thủ hộ đại chu kia trở thành thần linh không gì làm không được đương nhiên ở trong mắt bọn họ cường giả đã đạt đến cấp độ như chu nguyên có lẽ thần bí cùng thâm bất khả chắc thật đúng như là thần linh vậy rồi nhưng bất kể như thế nào chu nguyên trở về đúng là lại một lần nữa cứu vớt vô số con dân trong thành đại chu nếu như bàn về danh vọng ở trong nội tâm của con dân nước đại chu thì chỉ sợ hiện tại vị điện hạ này đã vượt qua cả vương thượng của đại chu là chu kình rồi và lúc này trong ngự hoa viên ở chỗ sâu trong vương cung lúc này nếu như thằng nhóc nhà ngươi vung cánh tay hô lên thì chỉ sợ vị trí vương thượng của đại chu này chính là con rồi nghe được vô số tiếng hô cuồng nhiệt ở bên ngoài vương cung kia chu kình than thở một câu sau đó vui vẻ nhìn về phía người thanh niên đang nhàn nhã cho cá ăn ở bên cạnh kia ở một bên tần ngọc thì là trợn mắt nói với thân phận hiện nay của nguyên nhi thì cần gì coi trọng đại chu vương triều nho nhỏ này của ông chu kình thở ra một hơi dài nói vậy về sau đại chu vương triều này của ta sẽ phải giao cho ai đây mặc dù hắn là vương thượng của đại chu nhưng hậu cung cũng không có ba nghìn giai lệ đó là bởi vì tình cảm giữa hắn cùng với vương hậu tần ngọc sâu đậm cho nên ngoại trừ một đứa con trai là chu nguyên thật đúng là không có đứa con nào nữa hai người lại sinh một đứa là được chứ sao chu nguyên cười nói sắc mặt của tần ngọc hồng lên không nhịn được tức giận trừng mắt với chu nguyên không biết lớn nhỏ còn dám giễu cợt mẫu hậu và phụ vương của con nữa chu nguyên cười cười rồi so bóp vai cho tần ngọc tần ngọc mỉm cười tỏ vẻ rất là hưởng thụ sau đó giống như là nhớ tới chuyện gì nói có lẽ nguyên nhi không có hứng thú gì đối với đại chu vương triều nhưng hắn ngược lại là có thể lưu lại cho chúng ta mấy đứa cháu trai cháu gái mà chu kình sững sờ chợt vui mừng ý này hay chợt ánh mắt của hắn có chút bất thiện nhìn chằm chằm vào chu nguyên nói thằng nhóc nhà ngươi thường xuyên rời nhà mỗi lần lại đi rất nhiều năm làm cho chúng ta nóng ruột nóng gan ngươi chừng nào thì lưu lại cho chúng ta mấy đứa cháu trai cháu gái hả chu nguyên cũng ngây ra hắn đưa mắt nhìn chu kình tần ngọc biểu cảm trên mặt có chút giật mình xem ra ý niệm này đã sớm có ở trong đầu của hai vị trưởng bố nhà mình rồi. Hiện tại, bọn họ rốt cục không nhịn được mà nói ra, ta đi đâu kiếm cháu trai, cháu gái cho hai người đây. Chu Nguyên Thầm nói, Tần Ngọc mỉm cười nói, trong sân nhỏ kia không phải là có hai người hay sao, tuy rằng chúng ta còn có chút khúc mắc đối với võ giao, chẳng qua nếu như nàng thật sự có thể kéo dài huyết mạch cho Chu gia ta, ta đây cùng phụ vương vẫn có thể tiếp thụ nàng. Chu Kình gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, Chu Nguyên trợn mắt há hốc mồm, cho dù là hiện nay, thực lực của hắn đã mạnh mẽ như vậy nhưng vẫn bị ý kiến này của hai vị lão nhân làm cho đầu to ra ta với các nàng chỉ là quan hệ bạn bè bình thường mà thôi hắn cố gắng giải thích tần ngọc mỉm cười nói tâm tư của nha đầu ấu phi kia chắc ta không cần phải nói rồi còn võ giao thì mặc dù ta không tiếp xúc quá nhiều nhưng vẫn có thể nhìn ra được nàng cũng không phải là nhân vật gì đơn giản mà đối với nàng thanh đại chu cũng tuyệt đối không phải là chỗ vui vẻ nhưng hết lần này tới lần khác là nàng vẫn ở lại hai ngày chẳng lẽ con nghĩ nàng lưu lại là để tâm sự cùng ấu phi hay sao chu nguyên lau mồ hôi lại trên trán mẫu hậu thật sự ngài là suy nghĩ nhiều rồi ta có người trong lòng nhìn thấy biểu cảm chăm chú trên mặt hắn tần ngọc thầm nghĩ là yêu yêu hay sao đây là con tương tư đơn phương hay là lưỡng tình tương duyệt vậy khóe miệng của chu nguyên co giật mẫu hậu trong mắt của ngài con cứ không chịu nổi như vậy hay sao đương nhiên là lưỡng tình tương duyệt chỉ là lần này yêu yêu thật sự không cách nào trở về thương huyền thiên bằng không thì con đã mang nàng trở lại rồi chu nguyên giận giữ mắng mỏ đây quả thực là đang nghi vấn bị lực của hắn nghe thấy câu nói này của chu nguyên trên gương mặt của tần ngọc lập tức có nụ cười vui mừng hiện ra đến thật vậy sao vậy thật sự là quá tốt đối với yêu yêu tần ngọc ưa thích là không cần phải nói chỉ có điều năm đó nàng đã cảm thấy yêu yêu mặc dù tốt lại quá lạnh lùng nàng minh bạch nữ tử bực này là khó công phá bực nào cho dù chu nguyên đã chiếm tiên cơ nhưng cuối cùng có thể chính thức đả động hay không lại là chuyện khác lần này yêu yêu chưa từng đi theo chu nguyên trở lại Tần Ngọc còn tưởng rằng là giữa hai người không có kết quả gì, nhưng nghe ý của Chu Nguyên thì hai người tự hồ là đã định chung thân rồi. Chu Kình cũng cười gật gật đầu, thỏa mãn mà nói, nếu như là yêu yêu thì càng không có vấn đề gì rồi, với khí độ của nàng chắc hẳn là trấn trụ được tổ ấu phi cùng võ giao. Chu Nguyên cười khan một tiếng, phụ vương, ngài chưa uống đã say, nằm mơ giữa ban ngày hay sao, hắn cảm giác cái đề tài này đã không thể nói tiếp được nữa, vì vậy nhanh chóng khoát khoát tay, nói với Chu Kình và Tần Ngọc, con đi tìm các nàng, lời vừa dứt, thân hình đã từ từ tiêu tán nhìn thấy chu nguyên đào tẩu chu kinh cùng tần ngọc cũng có chút bất đắc dĩ đối lò này chỉ có điều trong mắt của hai người đều hiện lên cảm xúc vui vẻ mấy ngày qua chu nguyên vẫn một mực ở lại vương cung làm bạn với hai người bọn họ bọn họ tự nhiên là có thể cảm giác được hiếu tâm của chu nguyên dù sao hiện nay thế cục của thương huyền thiên khá hỗn loạn mà chu nguyên còn có thể rút ra thời gian làm bạn với hai người hiển nhiên là bởi vì ấy náy do đã rời nhà nhiều năm cho nên muốn cố gắng đền bù chỉ có điều tiểu tử này lại không biết thân là cha mẹ đối với chuyện hắn không về thăm nhà ngoại trừ đau lòng cũng không còn ý khác như thế nào lại có thể trách cứ được đây trong phần lớn thời gian của mấy ngày kế tiếp chu nguyên vẫn như trước là ở lại làm bạn với chu kình tần ngọc lúc nhàn hạ sẽ ở trong tiểu viện của tổ ấu vi nói chuyện phiếm với nàng cung võ giao sau đó mang theo các nàng dạo chơi quanh thành đại chu thậm chí ở dưới sự yêu cầu mãnh liệt của tổ ấu vi ba người bọn họ còn đi qua đại chu phủ kia một chuyến chu nguyên cũng còn nhớ khá rõ chuyện ở đại chu phủ dù sao đây cũng có thể coi như là nơi hắn tu luyện lúc đầu đồng thời hắn còn thấy vệ thanh thanh cùng với em trai của nàng là đứa bé trai được hắn dùng nguyên văn cứu trở về ở quận thương lan năm đó đại chu vương triều ở trong mắt của chu nguyên hiện nay tự nhiên không được coi là thế lực mạnh mẽ gì nhưng mà ở chỗ này lại chứa đựng rất nhiều tình cảm của chu nguyên dù sao bất luận thanh danh của hắn ở chư thiên văng dội đến mức nào hắn đều sẽ không quên hắn là đi ra từ trong vương triều nho nhỏ bước vào chư thiên cuối cùng chu nguyên còn đi đến từ đường tổ tiên một chuyến năm đó khi hắn khó khai tám mạch chu kình đã dẫn hắn tiến về từ đường tổ tiên nơi mà chu kình coi là ẩn chứa hy vọng cuối cùng của hắn chính là thông qua truyền tống trận trong từ đường tổ tiên kia hắn đã gặp được sư tôn thương uyên cùng với yêu yêu còn có thôn thôn có thể nói nơi đó là chỗ khởi nguồn cho thành công của hắn nếu không phải là sư tôn thương uyên giúp hắn mở bát mạch chu nguyên hắn chưa hẳn đã có thể có thành tựu ngày hôm nay chỉ có điều làm cho chu nguyên có chút tiếc nuối chính là truyền tống trận trong từ đường tổ tiên đã nghiền nát hẳn là do không gian truyền tống trận liên tiếp nghiền nát đã làm cho nó mất đi hiệu lực dù sao lúc trước khi chu nguyên đi ra khỏi không gian này thì đúng lúc là sư tôn thương nguyên bị thánh giả của thánh tộc tìm đến mà có lẽ chính là ở thời điểm đó không gian này bị đánh nát rồi ở bên trong địa cung chu nguyên đứng ở trước truyền tống trận đã nghiền nát biểu cảm trên mặt có chút cảm khái theo ý nào đó thì truyền tống trận này đã triệt để cải biến tương lai của hắn hắn chắp tay với truyền tống trận xem như cảm ơn tác dụng của truyền tống trận này đã giúp hắn gặp được người thay đổi cuộc đời mình chợt hắn quay người ra địa cung đi ra từ đường tổ tiên kia bên vách núi hai bóng hình xinh đẹp tuyệt mỹ đón gió mà đứng khí chất dung nhan của mỗi người mỗi vẻ nhưng đều là các gia nhân tuyệt thế mà khuynh thành mà nhìn thấy hắn đi ra tô ấu vi nở nụ cười yếu ớt rồi chợt nói lúc trước khi tinh sư tỷ truyền đến tin tức trưởng môn của bốn đại thánh tông trong thương huyền thiên đều đã tới thương huyền tông nghe thấy câu nói này của tô ấu vi chu nguyên cũng thở ra một hơi thật sâu ánh mắt có chút lưu luyến nhìn qua tòa thành hùng vĩ ở chỗ xa xa kia những ngày nhàn nhãn này xem ra là muốn dừng ở đây rồi. Tiếp đó, hắn cũng nên đi kết thúc sự rối loạn trong thương huyền thiên này rồi. Ở đại lục Thánh Châu, trong thương huyền tông, những ngày này, thương huyền tông cực kỳ náo nhiệt bởi vì hôm nay, trưởng môn của tam đại thánh tông còn lại của thương huyền thiên đều đưa người đến thương huyền tông. Sự dâm rộ này đủ để làm cho người ta cảm thấy sẽ có chuyện lớn phát sinh ở thương huyền tông. Trong thương huyền thiên vốn dĩ là có sáu đại thánh tông nhưng hiện nay, thánh cung một nhà độc đại, thiên quỷ phủ bị diệt, chỉ còn lại thương huyền tông, vấn kiếm tông, bách hoa tiên cung bắc minh chấn long điện bốn đại thánh tông vẫn còn liên hợp chống lại thánh cung hôm nay bốn đại thánh tông tề tụ nơi này có thể nói là phong vân hội tụ chỉ cần có một điểm động tĩnh thì e rằng sẽ khiến cho toàn bộ thương huyền thiên trị chấn động ở trên một quảng trường trong ngọn núi chính của thương huyền tông có mấy đệ tử tinh nhuệ của ba thánh tông khác đi theo trưởng môn sau đó được sắp xếp ở đây cũng không biết lúc này đây mấy vị trưởng môn của ba tông chúng ta đột nhiên trịnh trọng đi thương huyền tông như thế đến tột cùng là chuyện gì dĩ vãng coi như là bốn tông quyết định hình thành liên minh cũng sẽ tìm một chỗ trung lập chứ không tề tụ tại một tông phái nào trong dân rộng có đệ tử của ba tông trò chuyện với nhau không ít người đều tỏ ra nghi hoặc chuyện lần này thật sự là làm cho người ta nhìn không thấu hôm nay bốn thánh tông liên thủ chống lại thánh cung nhưng các bên cũng không có phân chia chính và phụ cho nên hành vi đột nhiên triệu tập trưởng môn của ba đại thánh tông khác đi nơi này của thương huyền tông thật sự là có chút vượt qua giới hạn nhưng chuyện khiến cho người ta cảm thấy ngoài ý hơn chính là hết lần này tới lần khác mấy vị trưởng môn cũng không phản đối cuối cùng vẫn là mang người đến, hành động lần này của Thương Huyền Tông cũng hơi quá mức rồi, chẳng lẽ bọn họ thực sự cho rằng Thương Huyền Tông đủ sức trở thành thế lực cầm đầu bốn đại thánh tông hay sao, cũng có đệ tử của ba tông biểu hiện ra sự bất mãn, ngày bình thường mọi người nói chuyện, làm việc bằng vai phải lứa, nhưng hiện tại Thương Huyền Tông phát lệnh triệu tập những tông môn khác ngược lại là khiến cho người ta có cảm giác như lão đại, hiện nay, Thánh cung càng ngày càng mạnh, chúng ta cũng đừng so đo những chuyện lặt vặt này, bằng không thì thiên quỷ phủ chính là kết cục của chúng ta, chỉ có điều trong ba thánh tông cũng không có thiếu người có tầm mắt nhìn xa trông rộng bọn họ đều đang chấn an cảm xúc của người bên cạnh mà khi mấy đệ tử của ba tông đang bực tức nói thầm thì có mấy đệ tử tinh nhuệ của thương huyền tông đi đến giống như là đã nghe thấy câu chuyện vừa rồi tất cả không khỏi phát ra tiếng cười ẩn chứa ý tứ không rõ nói xem ra tin tức của các ngươi quá chậm chạp rồi chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện trong khoảng thời gian gần đây ở các nơi chiến trường trong thương huyền thiên thế tiến công của thánh cung đang dần dần bị ngăn cản cản lại hay sao nghe thấy câu nói này đệ tử của ba thánh tông khác lập tức đưa mắt nhìn nhau có người không nhịn được nói ta đúng là mơ hồ nghe nói qua chuyện này tựa hồ là xuất hiện một nhóm cường giả mạnh mẽ chạy đến tương trợ chỉ có điều chuyện này lại có quan hệ gì với thương huyền tông cơ chứ đệ tử của thương huyền tông kia cười nói những cường giả kia chính là viện quân do chư thiên phái đến giúp đỡ thương huyền thiên ta mà các ngươi có biết đội trưởng của nhóm viện quân là ai hay không nói đến đây nụ cười trên khuôn mặt của hắn càng ngày càng tươi rồi hắn đắc ý cùng tự hào nói đó là chu nguyên sư huynh của thương huyền tông chúng ta chu nguyên sao đệ tử của ba thánh tông khác kinh ngạc lên tiếng chợt rất nhanh đã có người cãi lại ta ngược lại là đã từng nghe nói qua về chu nguyên kia mấy năm trước ở bên trong của nguyên thiên kia hắn đã từng dẫn dắt mọi người đánh bại thánh tộc nhờ đó mà danh vọng lên cao chỉ có điều khi đó tu vi của hắn mới chỉ là thiên dương cảnh mà thôi nhưng hôm nay theo ta được biết Người kém cỏi nhất ở bên trong nhóm viện quân kia cũng có tu vi là nguyên anh cảnh đỉnh phong, thậm chí ở trong đó có tới hơn 10 vị cường giả pháp vực cảnh, bằng vào thực lực của Chu Nguyên thì làm sao có thể là đội trưởng được, những cường giả của Chư Thiên kia sẽ tâm phục khẩu phục, chịu ở dưới chứng hắn hay sao? Trong số những đệ tử của Thương Huyền tông kia, có người bĩu môi nói, loại tin tức này đã cũ lắm rồi, bây giờ nói ra có cái ý nghĩa gì, người có biết vài ngày trước, khi Chu Nguyên sư huynh trở về, ở bên ngoài thành Đại Chu kia huynh ấy đã từng đối mặt với vị điện chủ của kim thánh điện kia của thánh cung là bàng dương nghe nói bàng dương kia còn không thể tiếp được một chiêu của chu nguyên sư huynh bởi vì sau một chiêu là hắn đã bị giết chết rồi Xoạc, lời vừa nói ra lập tức khiến cho đệ tử của ba tông kinh hãi đến ngây người điện chủ của kim thánh điện thánh cung bàng dương đối với bọn họ nhân vật bậc này có thể nói là cường giả cao cao tại thượng rồi ngày bình thường bọn họ cũng chỉ có thể nghe thấy hắn có hùng uy rất lớn nhưng mà không thể nhìn thấy được nhưng nhân vật bập này lại bị Chu Nguyên giết chết sau một chiêu sao. Nói hâu nói vượn, người đang bóc phét sao, tuy rằng danh vọng ở trong chư thiên của Chu Nguyên kia không thấp, nhưng thực lực cũng không thể mạnh mẽ đến một bước này chứ. Loại chuyện này chỉ cần hỏi là biết, có lẽ cũng không ai nói dối đâu nhỉ, Chu Nguyên kia lại có thể tu luyện đến một bước này rồi sao, đệ tử của ba tông đều quay sang ồn ào bàn luận, chỉ có điều mọi người nhìn ra được, bọn họ chủ yếu là đang kinh ngạc, nghi vấn về sự thật này, dù sao đối với bọn họ, chuyện dùng một chiêu mà có thể giết chết cường giả pháp thực cảnh thật sự là quá mức khó tin rồi mà vào lúc này ở bên trên một ngọn núi cách quảng trường không xa mấy bóng người đứng thẳng bọn họ cũng đưa ánh mắt nhìn qua phương hướng quảng trường những lời tranh luận ở chỗ đó cũng rơi vào trong tai xem ra tin tức đã được xác thực là thật chu nguyên thật sự là đã trở lại rồi một giọng nói trong trèo giống như là tiếng hót của vàng anh vang lên trong đó ẩn chứa sự vui mừng nồng đậm đó là một cô gái trẻ có mái tóc xanh lục được thắt bím đuôi ngựa dung nhan của nàng xinh đẹp mà đáng yêu đôi mắt to tràn ngập sức sống thanh xuân ở trên vai trái của nàng có một con chim nhỏ màu lam đậm lười biếng chợp mắt bộ dáng quen thuộc như vậy tự nhiên là lục la đã lâu không thấy chỉ mới mấy năm ngắn ngủn thằng này bây giờ lại đã có thể thông lĩnh cường giả pháp vực cảnh dưới sao ở bên cạnh lục la là một bóng hình xinh đẹp khêu gợi đường cong có lồi có lõm làm cho người nhìn xem cũng khó có thể rời ánh mắt đôi chân trần của nàng cách mặt đất nửa tấc chỗ mắt cá chân có treo một chiếc chuông lục lạc khi có làn gió nhẹ thổi qua lục lạc gieo vang càng làm cho vẻ đẹp của nàng có thêm mị hoặc chiếc quần lụa mỏng màu đen bao trùm thân thể mềm mại của tà khâu thanh ngư nàng vặn eo bẻ cổ hiển lộ đường cong bá đạo lười biếng nói thằng này thật sự là quá đáng ghét thực lực tăng lên nhanh như vậy thì người ta làm sao có thể đuổi theo đây hoàn toàn chính xác rất khó ngay cả ta đều không có hứng thú đuổi theo rồi ở một bên một thanh niên có thân hình khôi ngô ồm ồm lên tiếng trong giọng nói thể hiện rõ sự bất đắc dĩ người này chính là ninh chiến ngay cả võ xin như hắn đều có thể nói ra lời này có thể thấy được hắn tuyệt vọng thế nào trong mấy người chúng ta cũng chỉ có mù loà tiến triển nhanh nhất đã đạt đến ngụy pháp vực cảnh những người khác cũng chỉ là nguyên anh cảnh viên mãn mà thôi nói xong ninh chiến nhìn về phía nam tử mặc quần áo mộc mạc đang ngồi xếp bằng bên trên một tảng đá hai mắt của người sau được quấn quanh bằng một miếng vải đen trên đầu gối là một thanh kiếm sắt kỳ sét được đặt nằm ngang người này đúng là kiếm hạt tử lý thuần quân tu vi của chúng ta có thể tăng từ thiên dương cảnh đạt tới nguyên anh cảnh viên mãn trong vòng mấy năm tốc độ này đã xem như là rất nhanh ở trong đó còn nhờ cơ duyên chú nguyên tranh thủ giúp chúng ta trong cổ nguyên thiên cho nên chúng ta cũng không nên không hài lòng dù sao không phải là người nào cũng biến thái giống như chu nguyên được đâu lục la dự dàng nói đinh chiến gật gật đầu nói chu nguyên có thể ở thời điểm này chạy về thương huyền thiên là một chuyện tốt hiện nay thánh cung thế cường hắn nếu không trở lại ta cảm giác bốn đại tông môn chúng ta cũng sẽ bước theo gót thiên quỷ phủ tả khâu thanh ngư ho nhẹ một tiếng liếc mắt ra hiệu cho ninh chiến người sau hơi sững sờ sau đó đột nhiên hiểu được sắc mặt có chút xấu hổ nhìn về phía bóng mờ phía dưới cây đại thụ ở bên cạnh chỗ đó có một bóng người một mực đứng trầm mặc người nọ khoác một bộ áo choàng màu đen khuôn mặt tái nhợt ánh mắt lại làm cho người ta có cảm giác đặc biệt âm lệ không dám tới gần đó là chân hư hắn là đệ tử của thiên quỷ phủ lúc trước khi thiên quỷ phủ bị thánh cung tiêu diệt hắn đang chấp hành một nhiệm vụ ở bên ngoài cho nên mới may mắn giữ được tính mạng còn phần lớn đồng môn di trưởng kia đều đã chết trong trận diệt môn kia những năm này chân hư thu nạp tàn binh của thiên quỷ phủ mấy người bọn họ tự thành lập lại một thiên quỷ phủ không ngừng liều mạng tìm cách pha đám thánh cung giống như là mấy kẻ điên vậy nhưng với thực lực của bọn họ nhiều khi đều giống như thiêu thân lao đầu vào lửa mà thôi nhìn chân hư co mình trong áo choàng đứng dưới tán cây giống như một quỷ hồn lục la khẽ thở dài một tiếng nhỏ giọng nói chân hư ngươi đừng nên quá sốt ruột chúng ta cuối cùng nhất định sẽ đánh bại thánh cung chân hư ngẩng đầu thản nhiên nói thực lực của lão cẩu thánh nguyên kia càng ngày càng tinh tiến mà hiện nay bốn đại thánh tông cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì cực diện ngang bằng ta thật sự không nhìn thấy cái hy vọng gì cho việc báo thù cảm nhận được tâm tính u ám trong lời nói của chân hư tả khâu thanh ngư khẽ nhíu mày lại nói chân hư huynh bình tĩnh một chút đi không cần làm những chuyện điên rồ kia nữa thiên quỷ phủ đã bị diệt chỉ bằng mấy người các huynh hành động lỗ mãng chỉ là tìm cái chết vô nghĩa giọng nói khàn khàn của chân hư vang lên nếu không thì Chúng ta lại có thể làm thế nào đây? Không có thiên quỷ phủ, chúng ta cũng chỉ là mấy cô hồn dã quỷ, nếu như không có mục tiêu gì thì sớm muộn cũng sẽ tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi thôi." Lục La vội la lên, "Hiện tại không phải là Chu Nguyên đã trở về rồi hay sao? Hắn nhất định có thể cải biến thế cục." Chân Hư trầm mặc một lát rồi lầm bầm nói, "Thánh Nguyên kia quá mạnh mẽ, Chu Nguyên chỉ sợ cũng không đấu lại được đối phương." Nhưng ngay sau khi giọng nói của Chân Hư vừa dứt thì từ trong bóng tối ở sau lưng hắn đột nhiên có một bàn tay duỗi ra nhẹ nhàng vỗ ở trên vai của hắn rồi sau đó có một tiếng cười chuyển đến nay chẳng lẽ huynh không tin tưởng ta như thế hay sao giọng nói đột nhiên xuất hiện làm cho mấy người ở đây kể cả chân hư đều cảm thấy kinh hãi sau đó ánh mắt nhìn về phía trong bóng tối kia chỉ thấy được hư không chỗ đó hơi chập trùng sau đó có một bóng người quen thuộc chậm rãi đi ra khuôn mặt tươi cười lộ ra dưới ánh mặt trời quen thuộc đến mức làm cho người ta cảm thấy an tâm người này chính là chu nguyên vừa nhận được tin tức đã tìm đến thương huyền tông chu nguyên nhìn qua bóng người trống rỗng xuất hiện ở trước mặt kia mấy người lục la tả khâu thanh ngư đều kinh ngạc nghẹn ngào hô lên nhưng mà chỉ mấy giây sau sự kinh ngạc đã bị nụ cười tươi vui vẻ thay thế chu nguyên thật là huynh trở lại rồi lục la hoan hô một tiếng hưng phấn kéo lấy ống tay áo của chu nguyên ta biết ngay huynh nhất định sẽ không vắng họp và lúc này ở trên mặt của chu nguyên cũng là nụ cười ôn hòa vui vẻ hắn đưa ánh mắt đánh giá mấy người bạn cũ ở trước mắt tính từ khi bọn họ tạm biệt ở cổ nguyên thiên thì cũng đã là mấy năm qua đi trong mấy năm này tốc độ tinh tiến thực lực của mấy người tả khâu thanh ngư cũng rất là nhanh chóng trong năm người thì bốn người lục la trần hư tả khâu thanh ngư và ninh chiến đều đã tu luyện đến nguyên anh cảnh đỉnh phong mà lý thuần quân mạnh nhất thậm chí đã có tu vi đạt đến ngụy pháp vực cảnh so sánh với những người cùng thế hệ ở thương huyền thiên tốc độ tiến bộ như vậy tuyệt đối cũng coi là cao cấp nhất rồi hơn nữa khí chất của mấy người cũng đã trở nên lăng lệ ác liệt hơn một phần ngay cả người ngây thơ nhất là lục la cũng tựa như là là thành thục không ít chu nguyên minh bạch Bọn họ trở thành như vậy có một phần lớn nguyên nhân là do đã tham dự rất nhiều trận tranh đấu sinh tử. Dù sao, trong những năm này, bởi vì mảnh vỡ của Thương Huyền Thánh ấn, mâu thuẫn giữa Thánh cung cùng thế lực khắp nơi trong Thương Huyền Thiên đã càng ngày càng kịch liệt, rất nhiều cuộc chiến tranh không ngừng bộc phát, mà mấy người trước mắt cũng có thể coi là cao tầng trong tông phái của mình, cho nên bọn họ tự nhiên là không cách nào tránh khỏi việc phải tham dự những trận chiến tranh này. Trải qua những trận chiến sinh tử như vậy, khí chất tự nhiên cũng sẽ biến hóa không nhỏ. Trong lúc không để ý, năm đó những người bạn cũ cùng hắn đi ra từ đại lục thương mang cũng đã trở thành nhân vật quan trọng bên trong tông môn của mình nghe nói ở thành đại chu huynh từng ra tay giết chết điện chủ của kim thánh điện thánh cung là bàng dương phải không và lúc này giọng nói khàn khàn của lý thuần quân bất chợt vang lên chu nguyên cười gật gật đầu nói tên kia chạy đến dưới thành đại chu của ta dương oai còn muốn đổ thành không chém hắn thật sự là phải xin lỗi dân chúng toàn thành mọi người nhất thời cảm thấy không thể nói nổi câu gì đã tranh đấu với thánh cung nhiều năm như vậy bọn họ cũng không xa lạ gì với bằng dương kia, thậm chí còn đã giao thủ với đối phương, nhưng cuối cùng bên chịu thiệt hiển nhiên là bọn họ. Nhưng mà hiện tại, ở trong miệng Chu Nguyên, cường giả pháp vực cảnh như bằng dương kia lại tựa như là một con gà vậy, muốn chém muốn giết cũng không phải việc khó khăn gì. Hiển nhiên, mấy năm không gặp hiện nay, thực lực của Chu Nguyên đã đạt đến một cấp độ cực kỳ đáng sợ. Chu Nguyên, chẳng lẽ tu vi của huynh đã là pháp vực tệ tam cảnh rồi hay sao? Lý Thuần Quân lại lần nữa hỏi, Chu Nguyên khoát khoát tay, khiêm tốn nói, nhận được sự coi trọng của bạn bè trong Chư Thiên, hiện tại ai cũng nói ta là người mạnh nhất dưới thánh giả của Chư Thiên, nghe được câu nói hùng hồn này của Chu Nguyên, mấy người tả Khâu Thanh Ngư cũng im lặng, đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng, Lục La bịu bịu cái miệng nhỏ nhắn, nói: "Chu Nguyên, dáng vẻ bây giờ của huynh thật sự là khiến cho chúng ta rất muốn cho huynh ăn đòn đó." Dứt lời, mấy người còn lại cũng không nhịn được mà bật cười, thậm chí ngay cả người âm trầm giống như là Chân Hư cũng không ngoại lệ, chỉ thấy khóe miệng của hắn đều khẽ giật giật ta cũng nghe nói qua về chuyện của thiên quỷ phủ chu nguyên đưa mắt nhìn về phía chân hư nhỏ giọng nói giọng nói trầm thấp của chân hư vang lên kỳ thật thiên quỷ phủ có kết cục như vậy cũng coi như là do phủ chủ gieo gió gặt bão ông ấy thủy chung vẫn không chịu hết hy vọng với thánh cung cho nên khi liên hợp với bốn tông khác để đối kháng thánh cung thiên quỷ phủ cũng thực sự không phải là hoàn toàn tận tâm kết quả đúng là tia hy vọng ấy làm cho thánh cung có cơ hội ra tay hiện nay thiên quỷ phủ cũng bởi vì ý nghĩ sai lầm của ông ấy mà bỏ ra một cái giá lớn rồi nhưng dù sao ta cũng đệ tử của thiên quỷ phủ cho nên những năm này cũng dốc hết sức thu nạp những người còn sót lại của thiên quỷ phủ chúng ta đều là cô hồn giã quỷ trong đầu chỉ còn có một ý niệm đó chính là báo thù thế nhưng mà thánh cung thật sự là quá mạnh mẽ trong những năm này sư huynh đệ của chúng ta càng ngày càng ít rồi nói đến chỗ này trên mặt của chân hư cũng hiện ra biểu càng mỏi mệt chu nguyên chỉ khẽ trầm mặc một lúc sau đó vỗ vỗ bảo vai của chân hư nói báo thù là chuyện nhất định phải làm chỉ có điều thiêu thân lao đầu vào lửa chịu chết lại không thể làm đối phó thánh cung là việc chung của mọi thế lực trong thương huyền thiên lần này ta trở về là muốn chấm dứt ân oán với lão cẩu thánh nguyên kia nếu như cuối cùng ta có thể giành chiến thắng thánh cung tự nhiên sẽ bị hủy diệt đến lúc đó thiên quỷ phủ cũng thì có cơ hội được xây dựng lại chân hư kinh ngạc nhìn qua chu nguyên trong đôi mắt u ám có một tia sáng của hy vọng hiện ra đến chu nguyên huynh huynh có thể đánh bại lão cẩu thánh nguyên kia hay không thánh nguyên cùng chủ của thánh cung đây chính là tồn tại cấp độ bán thánh người mạnh nhất của thương huyền thiên hiện tại trong tình huống không có thánh giả hàng lâm thánh nguyên gần như là vô địch đây là chuyện mà tất cả mọi người trong thương huyền thiên đều biết chu nguyên trực tiếp đối diện với ánh mắt của hắn mỉm cười chỉ cần lão cẩu kia chưa chính thức nhập thánh vậy thì chúng ta còn có cơ hội hơn nữa cho dù hắn thật sự nhập thánh rồi ta cũng có thể kéo hắn từ trên mây xuống ném vào bên trong bùn nhão bởi vì thương huyền thiên này có đại chu vương triều có thương huyền tông còn những người bạn như mọi người cho dù liều mạng ta cũng sẽ không để nó bị hủy diệt mặc dù nụ cười tươi vẫn hiện rõ trên mặt của chu nguyên nhưng biểu cảm trong ánh mắt tĩnh mịch lại đầy lạnh lùng kiên quyết tả khâu thanh ngư đưa bàn tay nhỏ bé của mình lên ôm lấy hai má kiều mị động lòng đôi mắt đẹp như nước lâng lâng nhìn qua chu nguyên chu nguyên bây giờ ở trong lòng ta huynh đã đẹp trai được gần bằng một phần trăm yêu yêu rồi đó chu nguyên mặt tối sầm trừng mắt với tả khâu thanh ngư cô nàng này đến tận bây giờ vẫn còn muốn đào nàng dâu của hắn đi Kèng khi bọn họ còn đang nói chuyện thì bên trên ngọn núi chính kia đột nhiên có một tiếng chuông to rõ chuyển đến nghe thấy tiếng chuông chu nguyên nói xem ra trưởng môn của những thánh tông khác đã đến ta đi gặp bọn họ trước đã đúng rồi chờ sau khi ta cùng mấy vị trưởng môn thương thảo xong thì có lẽ sẽ bắt tay tạo thành liên minh thảo phạt thánh cung đến lúc đó tất nhiên sẽ có một trận chiến tranh ảnh hưởng đến toàn bộ thương huyền thiên bộc phát nói xong hắn vung tay áo lên có mấy vệt sáng bay ra bắn thẳng về phía mấy người tả khâu thanh ngư lục la hôm nay gặp lại không có quà gì thôi mấy người cứ giữ lấy món quà nhỏ này mau chóng nghĩ biện pháp luyện hóa hấp thu chuẩn bị cho trận chiến lớn sắp sửa diễn ra đi chu nguyên vừa dứt lời thân hình của hắn đã biến mất mấy người tà khâu thanh ngư vội vàng tiếp lấy về sáng kia đưa mắt nhìn lại mỗi người đều nhận được một bình ngọc trong bình ngọc có một viên đan dược tròn như mắt rồng lẳng lặng lơ lửng từng vâng sáng quanh quần ở bên ngoài giống như là đây chẳng phải là tổ long đan hay sao bọn họ liếc nhìn nhau đều nhận ra sự chấn động từ trong đôi mắt của đối phương bởi vì địa vị trong tông môn không thấp cho nên bọn họ cũng không đến nỗi mù tịt với những chuyện xảy ra trong chư thiên chính vì vậy bọn họ tự nhiên là đã từng nghe nói qua về loại đan dược thần kỳ vang danh khắp chư thiên này chỉ có điều thương huyền thiên không chỉ có thực lực yếu lại dính phải họa của thánh cung nên không có người tham gia chiến trường ngoài hỗn độn đương nhiên là cũng khó có được tổ long đan dù cho bọn họ cũng chỉ mới nghe danh nhưng lại thủy trung không có duyên nhìn thấy không nghĩ tới hôm nay chu nguyên lại cho bọn họ một người một viên cảnh tượng này giống như là người đi ra ngoài làm giàu sau đó áo gấm trở về quê hương tiện tay đưa cho thân thích một phần lễ nặng sau đó khiến cho bốn phương rung động ninh chiến cười khổ nói mấy người khác cũng đồng ý gật đầu vậy chúng ta muốn dùng hay không đây lục la thẻ lưỡi liếm liếm cặp môi đỏ mọng ánh mắt nhìn chằm chằm vào chiếc bình chứa tổ long đan ở trong tay lý thuần quân chậm rãi nói nhận lấy đi dù sao chỗ tốt chúng ta lấy được từ chu nguyên cũng đã nhiều lắm rồi thêm cái này nữa cũng không khác biệt lắm cùng lắm là sau này nếu như hắn có việc gì cần chúng ta giúp sức thì đừng từ chối là được hắn đúng là vẫn trực tiếp giống như là thanh kiếm trong tay hắn bốn người khác cũng gật gật đầu hoàn toàn chính xác khoản nợ nhiều không lo thêm một phần nợ cũng không ảnh hưởng gì ngược lại chuyện càng làm cho bọn họ để ý hơn chính là cuộc chiến thảo phạt thánh cung trong lời chu nguyên nói lúc trước chuyện này làm cho bọn họ cảm thấy có chút phần chấn trong những năm này tuy rằng bốn đại thánh tông cũng xem như là đang hợp tác để cùng đối kháng với thánh cung nhưng nói cẩn thận thì vẫn là từng người tự chiến bởi vì thực lực của bốn đại thánh tông cũng không sai biệt nhiều khó có thể chính thức hợp nhất thành một liên minh thống nhất mà bây giờ Chu nguyên trở về có lẽ có thể làm cho loại thế cục này xuất hiện biến hóa khi bọn họ đang cảm thấy phấn chấn vì biến hóa trong tương lai thì thân hình của chu nguyên đã xuất hiện ở trước đại điện bên trên ngọn núi chính của thương huyền tông này chu nguyên chắp tay đứng ở trước đại điện biểu cảm trên mặt có chút nhớ lại nhìn qua những cảnh tượng quen thuộc này hắn cũng không khỏi cảm khái thời gian trôi qua vật vẫn, vẫn còn những người đã khác cuối cùng ở trong ánh mắt hiếu kỳ cùng nhiệt những đệ tử thương huyền tông ở chung quanh kia hắn nhanh chóng đi vào trong đại điện sau khi đi vào đại điện chu nguyên lập tức cảm nhận được bốn loại ánh mắt uy nghiêm hội tụ ở trên người mình ba loại trong đó còn giống như là đang quan sát kỹ càng chu nguyên ngẩng đầu nhìn về phía bốn vị trưởng môn hôm nay đại biểu cho những tông phái mạnh nhất của thương huyền thiên rồi ôm quyền mỉm cười bốn vị trưởng môn đã lâu không gặp rồi từ khi chia tay đến giờ mọi người vẫn không có vấn đề gì chứ trong đại điện rộng lớn đèn đuốc sáng trưng có bốn chiếc bàn dài bằng ngọc trắng đặt ở bốn phương phía sau mỗi chiếc bàn dài đều có một bóng người tản ra khí thế uy nghiêm cùng nguyên khí chấn động kinh thiên lẳng lặng ngồi xếp bằng ở sau lưng bốn người còn có mấy bóng người tỏa ra khí thế không kém ngồi xếp bằng theo thứ tự hiển nhiên cũng là cường giả cao tầng của bốn tông lúc này tất cả mọi người trong đại điện đều nhìn qua thanh niên đang nhàn nhã đi vào trong đại điện giống như dạo chơi kia với ánh mắt phức tạp đối với người thanh niên trong mấy năm này đã có được danh vọng lớn như vậy ở trong chư thiên này những người đang ngồi ở đây kỳ thật đều cực kỳ cảm thán bọn họ đều đã bắt đầu chú ý về thanh niên này đặc biệt là sau tranh đấu trong của nguyên thiên mấy năm trước ai cũng không nghĩ tới cuối cùng lật tung thánh thiên kiêu của thánh tộc lại không phải là thiên kiêu đến từ những thiên vực khác của chư thiên mà lại là một thanh niên đi ra từ trong thương huyền thiên chuyện này làm cho rất nhiều cường giả đình tiêm của thương huyền thiên đều cảm thán không thôi chỉ có điều chuyện này cũng vẻn vẹn dừng ở này dù sao lúc đó tu vi của chu nguyên vẫn chỉ là thiên dương cảnh cấp độ này ở trong mắt của các vị cường giả nguyên anh cảnh pháp vực cảnh thì vẫn còn hơi thấp một chút nhưng mà ai cũng không nghĩ tới chỉ mấy năm sau khi lại một lần nữa biết được tin tức có quan hệ với chu nguyên bọn họ lại sẽ cảm thấy chấn động lớn như thế dựa theo tình báo mới nhất thì ở trong thạch long bí cảnh chu nguyên đã bộc lộ hết tài năng đánh bại người được gọi là pháp vực cảnh mạnh nhất của thánh tộc chính vì thế mà hiện nay ở bên trong chư thiên chu nguyên đã được mọi người công nhận là người mạnh nhất dưới thánh giả của chư thiên mà danh hiệu tốt đẹp bực này đến tột cùng là nặng thế nào người đang ngồi ở đây đều biết rõ trong đại điện ánh mắt của ba vị trưởng môn dừng ở thân hình của chu nguyên mặc dù là người sau đang đứng ở trước mắt bọn họ vẫn còn có chút hoảng hốt năm đó bọn họ đều có mặt ở trong trận chiến trước lúc chu nguyên ly khai thương huyền thiên khi đó chu nguyên vẫn còn chỉ là một tiểu bối vừa mới đột phá thần phủ cảnh mà nguyên nhân duy nhất để làm cho ba vị trưởng môn nhớ kỹ tên của chu nguyên là vì chính tiểu bối to gan lớn mật này đánh nát thành ấn thành vô số mảnh vỡ rồi giải khắp toàn bộ thương huyền thiên đồng thời cũng khiến cho thương huyền thiên náo động trong nhiều năm khi đó có lẽ không có người nghĩ đến lúc tiểu bối thần phục cảnh này lại lần nữa trở về vậy mà thực lực sẽ đạt tới loại tình trạng này mọi người còn đang chìm đắm trong cảm xúc trong lúc nhất thời bầu không khí có chút yên tĩnh mà trong khi những người khác còn đang suy nghĩ chu nguyên đưa ánh mắt nhìn quanh người bên trên ghế cao chính giữa phòng kia đúng là thanh dương trưởng môn của thương huyền tông đã nhiều năm như vậy nhưng khuôn mặt của ông có vẻ vẫn không có gì biến hóa chỉ có điều tu vi hiển nhiên là đã mạnh hơn năm đó mấy phần chỉ là thực lực từng sâu không lường được ở trong mắt của Chu Nguyên hôm nay cũng bị hắn liếc mắt là đã xem thấu, vì sau thành dương trưởng môn còn có mấy bóng người quen thuộc, đúng là mấy vị phong chủ của các phong khác của Thương Huyền Tông, phong chủ của Tuyết Liên Phong là Liễu Liên Đi, phong chủ của Kiếm Lai Phong là Linh Quân, phong chủ của Hồng Nhai Phong là Cố Thiên Hồng, phong chủ của Linh Văn Phong là Bạch Mì Lão Nhân. Năm đó, ở trong mắt của Chu Nguyên, những vị phong chủ này đều có được thực lực để hắn ngưỡng mộ, nhưng bây giờ, bọn họ đã bị hắn vượt qua. Đến đây, ánh mắt của Chu Nguyên rời đi, nhìn qua chỗ khác, trước chiếc bàn dài ở bên trái thanh dương trưởng môn có một lão giả mặc áo gai đang nhắm mắt, đầu hơi cúi. Nhìn qua lão giả này trông rất già nua, tựa như là mặt trời đang sắp sửa xuống núi vậy nhưng mà Chu Nguyên lại có thể cảm ứng được ở bên trong sự già nua này lại là ẩn chứa một loại kiếm ý vô cùng sắc bén, giống như là có thể chọc thủng cả bầu trời. Đây là trưởng môn của vấn kiếm tông, thiên kiếm tôn. Ở một bên khác là một người phụ nữ ăn mặc trang trọng, thân hình nảy nở, bộ dạng thùy mị, thướt tha, người này đúng là trưởng môn của bách hoa tiên cung đơn thanh tử một vị cuối cùng thì là một nam tử trung niên cởi trần nhìn qua người này giống như là một lão nông mộc mạc bên trên làn da có mấy vết đồi mồi trông càng tăng thương nhưng sức mạnh phát tán ra từ trong thân thể này lại khiến cho hư không cũng hơi chấn động vị này chính là trưởng môn của bắc minh trấn long điện cổ kình tôn giả hôm nay trong đại điện này có thể nói là hội tụ sức mạnh cao cấp nhất trong thương huyền thiên bên trên ghế cao chính giữa phòng thanh dương trưởng môn nhìn qua thanh niên vừa bình tĩnh đi vào so với năm đó gương mặt kia thiếu mấy phần trẻ trung mà chuyển biến thành chính là một loại biểu cảm lạnh nhạt không sợ hãi hai con ngươi kia vẫn sáng ngời như trước chỉ là nhớ đến biểu cảm tuổi trẻ khinh cuồng năm đó thì lại càng làm cho người ta có cảm giác thâm thúy nhìn không thấu thanh dương trưởng môn có chút hoảng hốt chỉ mới hơn 10 năm ngắn ngủn tiểu bối trong tông năm đó đã tiến bộ đến mức khiến cho hắn cũng bắt đầu cảm thấy áp lực chỉ có điều phần nhiều cảm xúc trong nội tâm vẫn là vui mừng dù sao bất kể như thế nào trung nguyên đều là đệ tử của thương huyền tông hơn nữa đủ loại dấu hiệu cũng cho thấy Chu Nguyên là người trọng tình trọng nghĩa, cũng không có bởi vì hôm nay đã phú quý mà phủ nhận xuất thân kém cỏi của mình. Thanh Dương trưởng môn đứng dậy, chắp tay chào hỏi Chu Nguyên, tuy rằng người sau đã từng là đệ tử của Thương Huyền Tông, nhưng hiện tại thực lực của hắn đủ để băng vai phải lứa những trưởng môn như bọn họ, cho nên Thanh Dương trưởng môn cảm thấy bản thân vẫn nên dùng đủ cấp bậc lễ nghĩa. Chu Nguyên hoan nghênh trở lại Thương Huyền Tông, Thanh Dương trưởng môn tươi cười ôn hòa nói, Chu Nguyên cũng chắp tay đáp lễ rồi cười nói, đã lâu không gặp, thực lực của trưởng môn càng ngày càng cao siêu rồi mà lúc này ba vị trưởng môn khác cũng đứng dậy ôm quyền thi lễ với trung nguyên lần này trung nguyên các hạ dẫn viện quân mạnh mẽ đến trợ giúp thương huyền thiên ân nghĩa này chúng ta xin khắc ghi trong lòng trong khoảng thời gian này nhóm viện quân chu nguyên mang về cũng gia nhập vào chiến trường ở các nơi và bọn họ nhanh chóng giúp cho thế cục của thương huyền thiên được ổn định lại đối với cái này thế lực khắp nơi trong thương huyền thiên đều cảm thấy vui mừng đồng thời thở phào nhẹ nhõm thương huyền thiên là một thành phần trong chư thiên phía sau lần hành động này của thánh cung chính là thánh tộc đang thôi động chư thiên tự nhiên không có khả năng khoanh tay đứng nhìn mà viện quân lần này cũng do kim la cổ tôn của quy khư thần điện cử đến chu nguyên lại không kể công mà ăn ngay nói thật thân là lĩnh tụ của mấy đại thánh tông trong thương huyền thiên mấy người thanh dương trưởng môn tự nhiên cũng biết được quy khư thần điện minh bạch đó là thế lực cao nhất của chư thiên trong việc đối kháng thánh tộc bốn vị trưởng môn đều thở ra một hơi dài rồi hổ thẹn nói thương huyền thiên ta thật sự là đã trở thành vật kéo chân khiến cho chư thiên bị liên lụy rồi Video tập 272 bộ truyện nguyên tôn kết thúc ở đây nhé. Tập tiếp theo ở bên dưới nội dung trong danh sách phát. Đăng ký kênh để nhận thông báo video mới nhất từ kỳ quy truyện.